Rồi, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến, âm thanh bài máy định. Sau đây em sẽ test sản phẩm là Denon 890D dòng kim giải mã DAC để gửi cho anh Đông ở thành phố Hồ Chí Minh. Hay là sản phẩm của anh thì trời tối thì quay nó không được sáng. Sản phẩm rất là đẹp nha. Hay là sản phẩm Denon 890D. Hàng 100V nha, bên em không làm những sản phẩm 220 đâu. 220 những sản phẩm rỉ ồn rất là rẻ, thị trường mình rất là rẻ. Đây là phía đằng sau, rút ra. Đây là sau em đang kết nối là cổng giải mã optical 1 vào đầu đĩa để chút nữa test giải mã cho anh em, cho các bác. Đây, đây là sản phẩm của bác Denon 890D, nhưng dòng này đánh những loa bô hoặc là những ngàn loa diatom onkyo rất là lực nha. Thì con này em bán cho bác là giá 16 triệu nha, 16 triệu bao ship luôn. Rồi, sau đây em sẽ kém vào và test luôn, hoạt động cho bác luôn. Thì bác nói là ngày kia gì có ở nhà thì anh em mới test gửi cho bác, chuyển tiền cọc thì là cái đây 2-3 bữa rồi. Những cái con này nó rất rất khó lấy nét, như cũng như xét không bẻ có bẻ được cát ấy. Rất là khó lấy nét. Hiện tại là em đang nghe nhạc mạng nha. Giờ là 6 giờ rồi nha anh em. 6 giờ 5 phút. Thì em sẽ test hoạt động thôi. Mấy con này thì anh em nghe trên mạng, anh em nhiều kênh test rất là nhiều. Và rồi em sẽ test qua cổng giải mã. Em đang kém optical 1 nha. Em chuyển qua digital này. Đấy, chuyển qua digital. Thì em chuyển qua optical 1. Đấy. Giải mã từ đầu đĩa nha. Từ em xúc từ đầu đĩa ra. Bài hát rất là tốt. B AB tiếp luôn. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn ai. Dù không tham sân quyền quý, bình minh đơn sơ thực tế. Tất cả rất là ok nha. Máy rất là mới. Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì máy con này chỉ có bằng nghề test nó mới rõ nha. Canh giờ là tối, rất là khó lên nét. Nhìn mờ câm ấy. Rồi, xin chào các bác nha. Rồi, sản phẩm này mai cũng lên đường luôn. Máy rất là tối. Bóng. Máy ráng nhìn cái lòi ra được. Rồi, xin chào anh em nha.